Có ai giống con tôi không trời? Lấy cái giới chân đeo vào tay. Đó. Đó, phải không? Kinh quá bé ơi. Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ nên là cả nhà mình đi chơi. Thứ hai này là Memory Day nè, nên là Ella cũng không có đi học luôn. Nên là nhà mình sẽ đi hai ngày, chủ nhật đi và thứ hai về. Bố Ella là đang lái xe. Ella thì đang vẽ. Em phim để đang hay. Ok. Tới em ba rồi đây. Em ba thì đang ngồi, không có cái gì chơi, buồn đấy. Bà ngoại nè. Vậy hả? Ok, bật nhạc đi, để mami tắt cái này đi. Tại vì nhạc nó có bản quyền. Đi tầm khoảng 3 tiếng thì gia đình nhà mình đã đến được khu chợ trung tâm Eden. Đây có thể nói là khu tập trung khá là đông đúc người Việt ở DC. Đến đây đi dạo một vòng có cảm giác giống y như là ở Việt Nam mình luôn, rất là vui nhộn. Ở bên ngoài có cái tiệm mà bán đĩa nhạc, họ mở nhạc Việt Nam mình rất là lớn, mà những cái nhạc đó nó có bản quyền nên là mình phải tắt tiếng của video đi rồi mình lồng tiếng sau á. Lúc này là buổi trưa rồi, cũng quá giờ trưa rồi, nên là gia đình nhà mình ghé tiệm Việt Food để ăn trưa. Tiệm này bán đồ ăn nó khá là ngon luôn. Không biết mọi người ăn có cảm giác như thế nào, nhưng mà riêng mình cái vị của mình ăn thì cảm thấy rất là hợp miệng, rất là ngon. Nhà mình đi cũng đông á, 7-8 gia đình anh em bên nhà chồng mình đi chung á, nên là gọi được cũng khá là nhiều món á. Món cơm sườn ở đây ăn thì mình thấy là rất là vừa ăn, cái thịt họ ướp đậm đà mà mềm nữa. Bún chả Hà Nội ăn cũng được, nhà mình có kêu bún nước lèo với bún mắm nữa, ăn cũng ngon. Tuy nhiên là mình thấy cái nước lèo của bún mắm thì nó đậm đà hơn là bún nước lèo một chút. Nhưng mà riêng đặc biệt cái phần mà bún bò Huế ở đây thì mình thấy ngon lắm. Đến đây các bạn nào mà thích ăn chay thì từ cái tiệm Việt Food đi thẳng đến một chút xíu ở ngay cái ngã cái khúc quanh là ở đó nó có cái tiệm bán đồ ăn chay rồi những cái món ăn mà chuyên về những cái món Huế. Cái tiệm tên gì thì mình cũng không có nhớ nữa, tại lúc đó mình cứ đi dạo vòng vòng rồi mình quay mà mình quên không có quay cái tên tiệm á. Rồi về nhà bây giờ ghép video lại thì mình quên mất cái tên đó rồi. Mình chỉ nhớ là từ cái tiệm Việt Food đó là đi thẳng mấy tiệm nữa là tới cái góc tư á, tới cái góc cua là thấy cái tiệm bán đồ ăn chay rồi bán đồ ăn Huế thôi. Hai cái tiệm này họ là một á, nhưng mà họ để đây hai bên á, một bên là chuyên đồ chay và một bên là chuyên đồ Huế. Mình thích cái không gian ở cái quán, hai cái quán này lắm. Nhìn nó có vẻ giống như là nó mộc mạc á, rất là dễ thương. Gia đình nhà mình ăn lúc này cũng quá cái giờ trưa rồi đó, tầm khoảng gần 2 giờ rồi, nên là đi vào quán nó cũng không có đông lắm á. Chứ cái lúc mà mới đến á, tầm khoảng 1 giờ á, đi quán ăn đông lắm, ngồi phải chờ cả nửa tiếng đồng hồ mới có bàn á. Ở đây thì mình đi chơi nên là mình đi dạo vòng vòng thôi, mình không có đi chợ. Còn những cái anh chị mà ở gần đây nè, họ đi đến cái khu này á là ăn trưa hoặc là ăn chiều xong là họ hay ghé vào chợ á. Ở đây có cái chợ bán đồ Việt Nam á, khá là lớn luôn. Rau củ quả cũng nhiều mà hải sản cũng phong phú nữa.
ở dưới mình á, cũng có những cái khu chợ Hồng Kông, rồi chợ Việt, rồi chợ của giống như của người Hoa đó, bán cũng giống như vậy nè. Tuy nhiên là nó không có lớn và nó không có phong phú đồ như ở đây đâu. Ở bên ngoài thì họ cũng có làm những cái lều khá là lớn, có bàn ghế cho mọi người ngồi nghỉ luôn. Các anh chị nào mà thích không thích ngồi ở trong quán ăn thì mình có thể mua đồ ăn ra ngoài để mình ngồi mình ăn cũng được nè. Rất là thoáng mát. Ở đây có những cái tiệm họ bán những cái loại nước ép trái cây tươi á, ngon lắm. Ăn uống xong xuôi thì có thể đi dạo một vòng trung tâm cho nó tiêu tiêu đồ ăn nha. Lúc này ba cha con đang đi dạo nè. Ở đây bán đồ rất là đầy đủ luôn. Từ đồ ăn, thức uống cho tới những cái chỗ cắt tóc nè, rồi massage chân, massage tay, rồi bán những cái đồ dụng cụ trong bếp. Có những cái quán bán đồ ăn chuyên để mang về nữa. Rồi quần áo, giày dép, nói chung là các kiểu luôn. Đến cái tiệm này á, họ bán áo dài với lại những cái đồ mà trưng bày cho Tết nè, hoa mai. Ở đây họ có mở cái nhạc xuân á, nghe cứ cảm tưởng giống như là sắp Tết đến nơi á. Cái này là mình đi vào tháng 5 á, chứ mình nghĩ đi vào cái khoảng thời gian mà cuối tháng 12 là đầu tháng 1 á, rồi chuẩn bị tháng 2 lúc mà sắp Tết Nguyên Đán á, mình nghĩ là tới đây chắc vui lắm á. Đi dạo một vòng quanh chợ thì cũng mệt rồi. Bây giờ nhà mình đến trở về khách sạn nè. Khách sạn này thì nhà mình book khá là gần chợ Eden luôn. Cách tầm khoảng 5 phút lái xe. Phòng của mình là người ta đang dọn chưa có xong nên là mình vô phòng của nhà thư chơi. Ừ, đang quay. Wow, anh Thư show tròn chưa? Có chân té em ba. Em à, lên đây. Nắm tay, lên đây con, lên đây. Rồi. Không biết, nhà cảnh chưa check in. Nhưng mà nó reserve cho nguyên family là lầu này hết. Mà chị thấy là họ đinh, thế là nó bắt đi lục. Cái cãi nhau nó quá chứ nó không cho xuống, nó bảo là giờ nó chậm hết rồi, nó hết room rồi. Thế là xin bảo lầu 6. Em à. Ê, bỏ. Có chân té anh. Em là vô đây cho em là thích nằm mi đồ. Quay lên đấy. Phòng của mình bây giờ họ mới dọn xong à, nên là bây giờ dọn vào. Nhìn cũng tương đối đẹp. Này có hai giường. Đây là cái cửa sổ. Hai chị em mà được đi chơi thích lắm nè, cứ ra khỏi nhà rồi chưa biết đi đâu là đã thích rồi. Trời ơi, em là có em mà có sung chưa? Yeah.
Okay. Hello. Lấy phòng xong thì mình cho các em nhỏ đi bơi rồi đi ăn tối ở dưới sảnh của khách sạn, xong rồi bây giờ là cả nhà mình đi dạo vòng vòng quanh thành phố. Không, em không có đi mua ở đây, em mua ở Tichy Mac à. Bình thường thấy nó cũng đã đẹp rồi. Cái này đường cây lồi, đường cây lồi. Em muốn check in đấy, em đến là Christmas check nào. Rồi em này sao không check in. No. Ủa lấy ra cho em là chưa? Em là lấy ra đi con, cái hộp của con đây nè. Cái nào em? Cái số 1 đó, A1. Cái này nó có cái ấy không ta? Nó có cái thìa của nó chứ nào? Ủa? Ice cream. Đi cầm đây cho con. Mở hết ra không? Mở hết ra nhé. Bóc ra hết nhé. Cô phần định phép. Đưa bác Linh, đưa bác Linh. Cái
Nè, ice cream của em bà này. Đi đến luôn rồi, em chạy em ngã à. Thấy gì bấm cái gì em ngã luôn rồi. Cái này như nó chưa đủ lạnh. Trả vô trả lại. Cả ngày đi nhiều quá, rồi khuya nữa nên là tối về ngủ rất là ngon luôn. Sáng nay thì gia đình nhà mình xuống sảnh để ăn sáng, rồi chuẩn bị lên dọn đồ để trả phòng. Cái này của mình hả? Đồ ăn sáng ở bên này thì họ làm cũng khá là đơn giản chứ cũng không có cầu kỳ. Ở đây thì có cái máy pha cà phê đó, rồi họ có để bột rồi làm bánh cho mình ăn sáng nè, có sữa cho các em nhỏ, rồi cereal, cũng có trứng hấp, trứng chiên, rồi bánh mì nướng, rồi hot dog, trái cây. Ăn sáng xong rồi mình lên dọn phòng để trả phòng cho khách sạn á. Rồi nhà mình lại tiếp tục lên xe đi vào thành phố để đi ngắm cảnh. Sáng nay á, thời tiết khá là ok, không nóng không lạnh, mát mát, rất là dễ chịu. Tuy nhiên đó là hơi tiếc một chút xíu là tại vì hôm nay có bị mưa đó. Giống như kiểu Đà Lạt xưa mình đi á, cái đàn điền chút cái nắng, cái đàn điền chút xíu cái có mưa phùn chập, cái nắng là lại mưa. Mà gặp cái chỗ có cái mái hiên đúng đỡ, gặp những cái chỗ không có mái hiên đó nên là cũng hơi tiếc một chút xíu. Tuy nhiên bù lại cái cảnh đi hôm nay thì mình thấy là cũng khá là đẹp. Cái này là sông, có những cái tàu. Mình nghĩ cái tàu này là tàu của gia đình nhà người ta. Ta mua xong ở đây giống như cái bãi á, họ đậu ở đây. Ai mà thích ăn, quán ăn ở bờ sông ngắm cảnh thì đây cũng có những cái quán cho mình ngồi ha. Cũng có những cái chỗ ngồi ở bên ngoài mà mình không cần phải để vào quán ăn luôn. Mình có thể mua những cái đồ ăn vặt, đồ ăn bán sẵn á, ra ngồi những cái ghế cạnh bờ sông nè. Ở đây cũng có những cái chiếc tàu mà họ để taxi á. Mình mua vé rồi mình lên tàu, họ chở mình đi vòng vòng ngắm cảnh quanh bờ sông. Ở đây thì hôm nay nhà mình cũng đi nè. Một cái vé của người lớn hôm nay là 30 đồng nha, 30 đồng cho một chuyến đi. Đi khoảng nửa tiếng, rồi nửa tiếng đi vòng vòng, rồi nửa tiếng quay về. Họ có dừng ở một cái chỗ khác á, là mình xuống tàu rồi mình có thể đi chơi ở đó nha, đi chơi vài tiếng cũng được. Tại vì tàu, cái chiếc taxi đó là giống như nó có một cái bãi ở đây rồi một cái bãi ở chỗ khác đó, họ chạy qua chạy lại đó. Thì trong ngày nó có rất là nhiều những cái chuyến tàu đi và về đó, này thì có chuyến đầu chuyến cuối đó. Thì mình chỉ cần lên tàu, đừng có đi vào quá cái giờ cuối á, nói chung là đừng có đi quá cái giờ của chuyến cuối. Thì mình có thể chơi được vài tiếng ở cái nơi mà họ dừng á, rồi mình lên tàu. Không cần nhất thiết là phải cái tàu này đâu, một cái chuyến khác cũng được. Mẹ thích chụp không? Tại vì trên tàu họ có đề cái số vé mà mình đã mua lúc đi á, nên là mình cứ giữ cái vé đó rồi lên tàu mình đi, rồi lúc nào mình về thì mình đưa vé về thôi. Okay. Yeah. Like, let's say you like, how much do you feel? Để xem là kia nó có chạy không nhỉ?
Of course, there's a certain point where you're like, you can't revive anymore, because, you know, she gets like 120 DP. You're like, oh, well. You don't show up as a max. There's no max in bố con đi chụp tắm này, em chụp cho anh tắm cả nhà luôn. Em là ơi, chị Thúy cầm nó giùm em, chị Thúy em cả nhà em vô, chị cứ quay về đây, cứ cắm một cái là đẹp. Mày quay rồi đấy phải không Hiền ơi? Nhưng mà hôm nay biển rất, nó đi sóng. Bà ngoại vô đi. Metropolis we see today.
The Washington Monument is an orientation point. You can see it from almost anywhere in the city. At its completion, it was the tallest structure in the world, only to be surpassed by the Eiffel Tower a year later. The Washington Monument is still the tallest freestanding stone structure in the world. A tribute to George Washington was proposed in his lifetime, but it would take decades of off and on construction to complete the Washington Monument. Ở trên này thấy có vẻ vui hơn ở đó đi. Đứng ở trên này thấy có vẻ rung vui hơn hả? Không, đứng một chút xíu mà ngắm cảnh ở trên này thì nó đẹp mà nó mát. Stones for the monument all came from the same quarry, but from different sections within the quarry. The Washington Monument is among the district's collection. Cái cầu này cũ rồi. Cái cầu này giờ có thể nó không sử dụng nữa. Cái này chắc giờ không sử dụng nữa đâu, nhưng mà nó để vậy, nó không có muốn phá đi, để giống như là làm những cái kỷ niệm. Ai làm cái này đây? Con. Đi chơi vui lắm nhưng mà cũng phải tới lúc về rồi. Eo là đi chơi về ngày hôm trước thì hôm sau cũng là buổi học kết thúc năm học lớp mẫu giáo của Eo là. Hôm nay là làm lễ tổng kết nè. Cái này ở bên Mỹ là Eo là tốt nghiệp lớp kindergarten á. Sang năm thì Eo là sẽ vào lớp 1. Thôi đến đây thì mình cũng xin dừng video ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nếu yêu thích gia đình nhà mình thì đừng quên bấm nút theo dõi để có thể tiếp tục xem những video sắp tới của mình đăng nha.
Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đã xem.